triệu. Quý vị ơi, như quý vị chúng ta cũng nghe sư cô nói rồi, mình còn đến 8 tỷ mấy lận. Và đây là một bức tượng đồng đến từ Ấn Độ. Đấy là ai vậy? Dạ. Có một chị đang cầm một cái video luôn. Dạ. Ok. Dạ, cho mình thỉnh cái Phật về là 3.000 đô ạ. $3,000 trung bình tỷ giá là 23.3 thì $3,000 cho 24 luôn đi, $3,000 khoảng tầm 72 triệu ạ. 72 triệu thôi, mình tính tiền Việt Nam cho lẻ là 72 triệu quý vị ạ. Quý vị nào mình có giấy mình tặng luôn, lẻ lẻ đó cộng lại cái thành 80 triệu cũng được. Sao ạ? 72 triệu rồi, quý vị nào chúng ta mình sẽ đưa ngay để chúng tôi sẽ tiếp tục đến với quý vị, bởi vì thời gian sẽ không có nhiều. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đấu giá 4 vật phẩm. Thứ nhất là tượng Phật bằng đồng như quý vị thấy, và 2 bức hành ở trên sân khấu. Một bức là về chú Đại Bi và bức là về kinh Bát Nhã, và 2 sợi dây chuyền bằng vàng. Chúng ta chỉ mới khởi đầu thôi nên chúng tôi rất mong quý vị chúng ta mình sẽ nhanh chóng lên ạ. Dạ, đầu xuôi đuôi lọt 72 triệu rồi thưa quý vị. Cho bạn đang hỏi ngày hôm nay xin được phép là có quý Phật tử hay là các quý doanh nghiệp mạnh thường quân nào muốn sở hữu bức tượng này với giá nhiều hơn 72 triệu và giơ tay để hoặc giơ bằng công quyền đến tận nơi ạ. Mô Phật. Xin chào. Rồi, xin mời quý vị chúng ta sẽ nhanh chóng suy nghĩ ở bên cạnh bàn mình thì mình cũng cố gắng giúp đỡ ạ. Giờ vẫn được xem. Dạ. Đấu giá những bức tranh, đấu giá những vật phẩm thì gọi là mê của chương trình này. Tại vì nhà đại biểu đã được xem một chương trình rất là đặc biệt hơn. Dạ, vô phần khán giả. Chúng ta đang còn một số tiền là 8 tỷ 800 triệu nữa, chương trình này và kéo dài số tiền rất là nhiều. Và Phật Giáo Thánh nói là phải nói là rất là tội hai bạn tình nguyện viên đang rất là cung kính mang bức tượng đi lòng vòng khán đài để chúng ta có thể là xem được tận mắt và thấy được và biết được cái giá trị của bức tượng ở chỗ nào ạ. 72 triệu thưa quý vị, cho anh em hỏi là có quý Phật tử nào tiếp tục ủng hộ chương trình và muốn mua bức tượng này với giá nhiều hơn 72 triệu ạ. Dạ, suy đi tính lại thì quý doanh nghiệp vẫn rất là hời trong buổi tối ngày hôm nay. Vì gì quý vị mình mua vé đến với lại Ấn Độ thì không phải là nó rẻ đâu ạ. Chúng ta đi như rẻ mà nó rất nhiều chi phí sinh hoạt khác nữa. Mà không phải lúc nào đủ duyên để nhìn thấy bức tượng mặt trời đẹp như thế này. Chúng ta thử ngay buổi tối ngày hôm nay, đặc biệt là các quý thầy sẽ chú mùi ngay tại chỗ cho quý vị nữa. Như vậy là mình là người hội đủ duyên rất là tốt đẹp, nên chúng tôi rất mong rằng quý vị chúng ta mình sẽ cố